Sài Gòn Tân Thời, mặc dù là bạn mới cộng tác vậy thôi nhưng mà rất là dễ thương, rất là nhiệt tình luôn. Happy birthday đi Phạm, happy birthday cưng. Trời ơi, đó là chị quá rõ ràng với em. Trời ơi, nhỏ nó không biết luôn. Không biết thật luôn. Dân hương đi. Xin mời em. Để tôi gặp về chưa? Chưa uống luôn á. Uống lại đi, dân hương. Rồi, người đâu? Rồi, uống đi. Chưa uống luôn á, dân hương lại đi. Hả? Con này nó uống gấp quá. Không ai chứng đâu, khỏi. Cảm ơn em, happy birthday nha. Năm nay sinh nhật thứ mấy rồi, chia sẻ được không? 18. Cái gì 18? 18 là nhỏ hơn tao tuổi đúng không hả? Chị 19. Bà không biết vượng à? Không. Bà 19 tuổi. Trời đất, chắc là 13 tuổi quá. Trời ơi, tức quá. Rồi, Minh Tiến như quần hả? Trời ơi, bà Minh Quả theo nha. Bà Minh Quả theo nha. Trời cao thank you.
thì ra bà là A Chi đúng không? Không, mày hát tao thấy mày lướt cái video, tao sắp tới tao cầm mà tao phải dặn mày trước. Giống như nó quen khẩu hình người ta. Phải bà là A Chi, phải vô cái gì là nó lướt cái đó. Có không? Có. Cái thật sự luôn, cái giọng của em cái gì? Em mới thật sự, hồi xưa rất là hay. Từ hồi mà vô đàn nó để giọng luôn. Bây giờ em phải mở cái khẩu hình, cái khẩu miệng và cái cổ họng của em, cái bộ họng nè. Em phải là hát cho nó nhả âm ra. Cái cổ họng như cái hầm thủ thiêm mày mở ra luôn. Trời. Kỳ vậy. Rồi bây giờ hát lại đi, cắm liếm video kìa. Tới tao là tới thôi. Rồi vô. A Chi ơi. A Chi ơi. A Chi ơi. Tặng cái gì trái xe này, cái cây lính tình, cây con, cây gì con, cây con, cây lê sườn, cây lê sườn, cây lê sườn. Bất cứ lê lê lê, cây ngồi lơ lơ, cây ngồi lơ lơ, bất cứ lê lê lê, cây ngồi lơ lơ, cây lê lê, cây ngồi lơ lơ. A Chi ơi. Có không à? Nếu con xin mời một khán giả gần để được kiểm tra lại giùm em.